Hoàng Thắng, kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé.
Ok anh em nhá. Gà vườn hồi đúng là già thật anh em ạ. Tai phớt luôn. Phớt trắng anh em ạ. Vào phủ mái luôn anh em ạ. Hôm nay trời mưa phùn quá anh em ạ, trên Lạng Sơn này mưa quá. Lên giao lưu anh em thì đánh một kèo ở bên kia. Chống tác vào phủ mái. Cái hơi dính anh em ạ. Ôi. Đây anh em nhá. Tài phớt đây anh em ạ. Con này tài phớt luôn. Này trời ẩm ướt mưa quá anh em ạ. Tranh thủ này, cựa đây. Con này không biết mấy mùa ở đây rồi. Đúng là gà vườn hồi. Đấy. Bên kia nó tắc bên kia anh em ạ. Nãy đánh một hồ một kèo bên kia thì nó không về. Nó xa quá nó không lại nữa. Chắc tí nữa quay lại đánh anh em ạ. Rồi thì clip này mình bẫy gà rừng miền Bắc này nó cũng bằng một mồi mái nó cũng khá là dài rồi. Thì Hoàng Thắng xin phép tạm dừng clip ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đam mê đã theo dõi hết clip bẫy gà rừng bằng mồi mái của mình. Anh em xem clip đến đây, thấy clip của mình hay nhớ để lại một like ủng hộ Hoàng Thắng em nhé. Và anh em nào đang xem được clip đến đây chưa bấm đăng ký kênh, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ clip này cho anh em cùng xem anh em nhé. Rồi cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye anh em. Mưa vẫn có hàng em nhá. Thoải mái luôn. Cho anh em xem quả cựa này lại được. Quá uy tín luôn anh em ạ. Tài phớt. Màu đẹp luôn.